Sáng nha. Hôm nay là duyên rồi à, ăn Tết là chắc có lẽ là trên anh là vui nhiều à, mặc dù anh không về quê nhưng mà anh chụp ngồi với em Cúc là mình thấy là mừng rồi à, sức khỏe dồi dào à. Tiền Tết vẫn có con cháu rồi lì xì. Mời anh ăn sáng à, ăn sáng ăn mì à, mình chỉ ăn mì bây giờ măng rồi hết rồi. Măng hết à? Nói chung là ngồi ăn sáng nhưng mà nhớ anh em mình, nhớ anh, nhớ Hoàng Đăng Du nhiều nhất. Hai ông là ở trên cái vùng Tây Nguyên, miền rừng núi đại ngàn xanh của đất nước. Rồi mình cũng mở cái phay của già ra là mình thấy cái bài Phố Núi Mùa Duyên á. Phố Núi Mùa Duyên thì thấy là nắng vàng rực giữa mùa riêng, em rạng rỡ phố núi nghiêng môi cười, dòng đất la xanh màu trời, câu thơ cùng với lòng người bay xa. Mình đọc rồi nó tắt 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 tắt. Đêm nghe vọng mãi lời ca, hương xưa đọng lại mặn mà tình xuân. Quá đã luôn. Nồng nàn hơi ấm quây quần cùng thao thức, cũng chỉ ngần ấy thôi. Vườn xuân còn đỏ rời ơi, mùa duyên phố núi rạng ngời sắc hoa. Dẫu cho Tết đã đi qua mà xuân vẫn ở trong ta cuối mùa. Ước ác nhà thơ người ta nghĩ này quá ước ác luôn. Và mà cũng quá trời quá đất luôn. Anh em mình cho nó vui. Nhớ anh em. Mong ước ngày nào mình sẽ gặp anh em mình một là ở trên rừng núi Tây Nguyên, hai là ở vùng sâu thẳm vùng biển trời cát trắng nắng vàng quê hương Phan Thiết. Mình về mình ăn xoài chua chấm với nước mắm đường Phan Thiết thì chắc nó rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Còn những thứ nữa khi mà về đây thì ẩm thực Phan Thiết nó cũng dồi dào. Cũng gửi lời thăm chúc sức khỏe gia đình của già Hỷ, dồi dào sức khỏe, mong muốn một ngày nào đó đẹp trời gia đình đại gia đình đến Phan Thiết cùng vui chơi. Thôi mình chúc sức khỏe gia đình bình an hạnh phúc trong cái mùa dịch là tự mình hoàn thân với mình. Xin chào là Nguyễn Tấn Hỷ và Nguyễn Tấn Hỷ. Nếu có gặp Hoàng Đăng Du thì cho mình gửi lời thăm Hoàng Đăng Du sức khỏe tốt, ok. Xin chào nha. Nói chuyện với già Hỷ nhưng mà sẵn đây mình muốn giới thiệu với các bạn là cái mì mì omachi này là rất ngon, mì bò dai. Các bạn là trong ngắm cái khẩu vị của mỗi người, thích ăn mì hảo hảo rồi bị lung tung. Nói chung là nhiều thứ mì, nhưng mà gia đình mình thì chỉ chuộng cái mì omachi. Omachi nói chung là mì cay, mì tôm, nói chung là làm được đủ thứ nhưng mà nó rất dai, rất ngon. Mình cũng ở đây mình không có quảng cáo omachi nha. Sẵn giới thiệu cho anh em bạn bè ăn thấy rất ngon.